Chúng ta sau tiếp với buổi hôm trước nhé. Buổi hôm trước chúng ta đã học sơ qua về các cái control ở trong lập trình C#. Chúng ta sẽ đi sâu và đi chi tiết hơn về các cái control đó. Chúng ta sẽ đi lần lượt một số các cái control thông dụng. Có cái control nào các bạn chưa hiểu thì các em phải hỏi thầy luôn nhá. Chúng ta cố gắng là đến đâu chúng ta hiểu đến đó. Nếu chưa hiểu thì bảo thầy dừng lại để thầy nói cho hiểu thì thôi nhá. Các em trao đổi với thầy thường xuyên, có vấn đề gì phải trao đổi luôn chứ không không hỏi là thầy không biết đâu. Ta phải hỏi để chúng ta để thầy xem các bạn có nắm được không. Có vấn đề gì chúng ta phải hỏi luôn nhá. Thì đây chúng ta sẽ đi qua một số các cái control thông dụng như label, text box, button, list box, color box, list view. Đó. Rất nhiều. Property layout của control. Sự kiện là xử lý chuột, xử lý bàn phím. Thì tổng quan control thì các em đã biết rồi. Thì các cái control đây, control đây là các control button, list box, color box, list thì đây là các control bản chất nó vẫn là lớp. Đó. Nó vẫn là lớp, thì trong lớp nó sẽ có các thuộc tính, các cái phương thức, các cái sự kiện vân rồi các cái property. Đó. Thì tất cả các cái control ở đây đều là trong namespace system chúng window chúng form. Ví dụ đây các cái control là button. Button control button là nó nằm trong lớp button. Đó. Thì có các cái phương thức constructor này và rất nhiều các cái phương property rồi các phương thức. Đây là các phương thức này là các phương thức đã override lại ảo. Đấy. Đều nằm trong namespace system chúng window chúng form. Thì các em để ý trong cái namespace system chúng window chúng form này nó sẽ có rất nhiều các cái system chúng window chúng form. Đây. Nó sẽ có rất nhiều các cái namespace con bên trong. Và trong namespace này có rất nhiều các cái E5. Đây có những ký hiệu này là E5. E5. Còn ký hiệu này là lớp. Đây. Là lớp là class. Còn ký hiệu này đây cũng như này là delegate nha. Lớp E5 toàn bộ tất cả trong các ký E5 hay cái lớp hay các delegate ở trong display này. Đây cái này là structure nằm trong display này. Đây. Thì nó bao gồm các cái control, rất nhiều các cái control khác nhau. Các bạn chúng ta không thể đi lần lượt từng control một cả các interface nữa. Đó. Trong mỗi một control, mỗi một lớp, mỗi một interface hay một E5 chúng ta có rất nhiều các cái thuộc tính, các cái lớp, các phương thức khác nhau và không thể đi lần lượt từng cái một được. Đây, nguyên label các bạn thì chúng ta không thể đi hết được từng lượt cái này được. Nên chúng ta sẽ đi vào những cái cơ bản, những cái thông dụng. Còn lại cái khác thì nó vẫn dựa cho cái nguyên lý đó. Chúng ta sẽ vận vận dụng để làm cho namespace system chúng ta được chung form. Một số các thuộc tính cơ bản của tất cả các control, hầu như control nào cũng có các cái property này nhé. Thể lấy ví dụ như là button có property text, chúng ta cũng học rồi, text list box cũng có text, này nó vẫn đây, nó vẫn có body touch này, đây, nó vẫn có này nhá, box vẫn có touch, được chưa? Đấy, nó vẫn có touch chứ không phải không có. Như các bạn tìm ở đây, tìm đây nó không sẽ không có, nhưng thực tế nó vẫn có nhá, chứ không phải tất cả những cái gì các bạn đều nhìn thấy đây là nó sẽ là tất cả property của nó đâu. Đây, chúng ta vẫn có property text này, được chưa?
Rồi forecast là gì? Khi chúng ta chạy à, nhìn này. Khi chúng ta chạy đây hiện tại như này là nó đang focus vào cái textbox này, nếu chúng ta để đây nó đang focus vào đây combo box, như này đang có focus vào lead box, focus vào button đó nha, được chưa, đây chính là cái focus đấy. Và lại không hiểu focus là gì thì hỏi luôn nha. Đây, nó focus. Đây, nó focus tay bắt này. Chúng ta nhấn tab này. Đây, nó focus vào lead bắt này. Focus vào cái này. Đó. Đây chính là focus. Và tab index chính là cái thứ tự chúng ta di chuyển khi chúng ta nhấn tab này. Đấy, cái thứ tự di chuyển. Nó di chuyển từ bé đến lớn. Không nhất thiết cứ phải lần lượt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mà nó có thể là ngắt quãng nhưng sẽ đi từ bé đến lớn. Vụ 1, 7, 100, 50, 150, 1.000 đấy, nó sẽ đi từ bé đến lớn. Còn enable là cái trạng thái truy cập của control là cho phép chúng ta có thể lên box, chúng ta có thể nhập dữ liệu vào được hay không, lead box chúng ta có thể chọn được con item hay không, button chúng ta có thể click được hay không. Đó, enable true là được, còn nếu false là không được. Còn visible là cái property cho phép chúng ta ẩn hiện control. Đây chúng ta đang là visible bằng true. Đấy. Là chúng ta nhìn thấy. Còn nếu mà ẩn đi, chúng ta sẽ không nhìn thấy nữa. Tiếp đến cái anchor thì chúng ta sẽ học kỹ hơn về cái này ở slide sau. Một size này là cái kích thước của control. Là có width và height. Đó. Rồi có back color. Đây. Back color là cái màu nền. Đấy. Border color, border style là cái đường viền, cái style của cái đường viền của control. Cursor là cái chuột khi chúng ta đưa vào, khi nó đưa chuột vào chúng ta muốn nó là cái hình text chỉ là dấu gạch. Đấy, nó là dấu gạch thì nó sẽ là cái này. Còn nếu chúng ta muốn đưa chuột vào nó là hình chuột thì là cái này. Và các bạn có thể lựa chọn. Đây là khi đưa chuột vào, gọi điện thế này, khi chúng ta đưa chuột vào vụ textbox này. Đấy, được chưa? Thay đổi ra. Đấy, các bạn thấy tích đưa vào đây mà nó sẽ thành là hình bàn tay chẳng hạn. Đây, push default. Và thầy muốn là khi đưa chuột vào button thì nó sẽ trở thành hình bàn tay. Đấy, con nhìn thấy chưa? Đấy. Này thì không này, chúng ta chưa đặt này, nó không này, đấy, như thế này này. Đó. Các nhìn chưa? Nó giống như cái tiếng hover trong cuốn water ở trong CS nhé. Tiếp đến background image là cái ảnh nền chúng ta học rồi. For color là màu chữ. For color là màu chữ. Đây, for color là màu đen, chúng ta muốn thay đổi thành màu xanh, đấy là màu chữ. Đấy, còn cái này background là màu nền. Enable thì rồi, focus là rồi, font là font chữ nhá, chọn font rồi size rồi font style rồi size, effect, type index ok rồi, text ok rồi, text online là cái căn lề, đây text online. Đây, tên còn lại đây. Là biết đâu sân chơi cái này chốt tại đoàn rồi. Không có gì cả. Đó. Visible là ok rồi. Không nói rồi. Tiếp chúng ta đến cái control layout anchor này. Thì đầu tiên chúng ta để cái chúng ta tí cái form cái layout nhá. Layout đây là nó nói đây cái container này, cái chứa vụ như cái form này, chúng ta phải đưa chuột vào form, nó kích vào, chúng ta được kích vào những cái này, nó kích vào những form này. Đó. Hay là cái trong này có control nó panel
piano hoặc là group pop đấy, thì nó chính là những cái control layer. Đấy, chúng ta đưa cái này vào đây thì khi chúng ta di chuyển nó sẽ chuyển hết để nhận. Đấy, thì đây là layer. Ok chưa? Có hiểu layer không? Group box này, panel này, hoặc là form này. Đấy, gọi là layer cái container. Thì các bạn để ý là các container này sẽ có cái form body style. Đấy, form body style. Cái này thì cái form body style là cái form này, các bạn nhìn này. Chúng ta có shape này, các bạn nhìn này, có 1 2 3 4 5 6 7, có 7 cái và giá trị. Được chưa? Có 7 giá trị này thì trong đó có 4 cái là fix và một cái hai cái shape, một cái là none. Thì cái shape là gì? Là khi chúng ta chạy lên, chúng ta có thể thay đổi kích thước thì size form. Đây, thay đổi cả chiều dài, chiều ngang, chiều dọc. Chúng ta có thể thay đổi chiều ngang, thay đổi chiều dọc, các bạn nhìn hình mũi tên đấy. Đó. Được chưa? Đây là shapeable. Thì các bạn nhìn thấy shapeable đây rồi thì nó sẽ có cái này, nó chỉ có cái nút close không thôi, không có cái nút này, nút này. Được chưa? Không có nút này, nút này. Đấy. Thì nó chính là tool window. Đây các bạn nhìn này, tool window. Thì fix fix tool window các bạn cũng tự hiểu là nó chỉ có cái nút close thôi. Còn fix tức là chúng ta không duy sai được thay đổi kích thước của form được. Đấy, nó chỉ có một nút này và chúng ta không thể thay đổi kích thước của form được, không kéo dài được, không theo chiều ngang chiều dọc được nha. Fix là không thay đổi được, shape là thay đổi được nhé, bạn tự hiểu được chưa? Những cái khác cũng thế thôi. Fix 3D thì cái đường viền này border nó hơi khác nhau một chút thôi. Đấy, các bạn chú ý cái chỗ mà shape và fix và tool window và không tool window thế thôi. Thì khi mà chúng ta thay đổi kích thước của form như thế thì các cái control ở bên trong như thế này đấy, nó đây vụ thầy mà như này đây, để cho nó quay lại ban đầu đi, là shape đi, shape ok đấy, dưới sai thì các control hiện tại này nó đứng im đó, nó không thay đổi vị trí kích thước của các control ở trong cái form này. Được nhá. Đó. Khi là nếu chúng ta muốn thay đổi cái vị trí tương đối vị trí của các control trong cái form thì chúng ta sử dụng cái thuộc tính Anchor. Đây, Anchor này, Anchor của các control thì các bạn phải chọn vào các control đã, chúng ta phải chọn vào control. Đây, thầy chọn vào control này. Nhá. Thì nó có cái thuộc tính Property là Anchor đây. Nên tạo là top left. Top left ở đây tức là như thế nào? Top left tức là nó sẽ giữ lại vị trí cố định của cái control này tới các cái bốn cạnh của form. Đấy, giữ cố định nhá. Vị trí tương đối sẽ giữ cố định. Tức là gì? Khoảng cách từ đây, top left là từ đây là top. Khoảng cách từ đây đến đây giả sử nó là 3 cm. Đúng không? Được, khoảng cách từ đây đó sẽ là 15 cm. Thì khi chúng ta có di sai form này đi đến đâu cho nữa thì khoảng cách từ cái control này cho tới cái này vẫn là luôn là 3 cm và từ đây luôn luôn là 15 cm, nó sẽ không bao giờ nó đổi. Từ đây đây là 3 nhé, đây là 15 nhé. Vậy chúng ta có di sai đi đến đâu cho nữa thì nó vẫn thế. Nếu có hiểu cái này không? Có bạn nào chưa hiểu này không nhỉ? Chúng ta hiểu không? Chưa hiểu cái thuật tự Anchor được không? Các bạn khác thế nào, có nghe được không? Có chú ý được không? Có. Nếu mà thấy chưa hiểu thì phải hỏi nhá. Không, chúng ta cứ trao đổi thoải mái thôi. Nhá. Gặp vướng mắc gì thì trao đổi luôn. Thế thì bây giờ giả sử chúng ta nêu vụ là
thu nhỏ lại thì tức là nó vẫn không đổi em, tức là resize, tức là mình cứ thay đổi kích thước của form thì cái khoảng cách của con trôn đấy so với lại các cái đường viền, các cái cạnh nó sẽ không đổi, bạn nhìn thấy không nhá. Còn đây là mình vừa top bottom left là nó sẽ căn bên, nó sẽ căn từ trên xuống từ bên này trái và bên dưới, thì giả sử từ dưới này nó đang là 12 cm nhá, được chưa ba này. Bây giờ chúng ta này phóng to ra này đấy, thì có phải là cái chiều này nó vẫn là 15 không, chiều này vẫn là 3 không, chiều này nó vẫn là 12 không, nó không thay đổi tí nào nhá. À, cái này nó tự phải ăn, chỗ này nó phải tự ăn theo được cái này để nó giúp khoảng cách. Cái này mà xuống dưới thì cái này xuống dưới 2 cm thì cái này phải xuống dưới 2 cm, cái này lên 3 cm thì cái này lên 3 cm để nó giữ khoảng cách này là không đổi, khoảng cách từ đây đây không đổi, từ khoảng cách từ đây đây không đổi đấy, khi chúng ta nhỏ hơn này đấy, được đấy, nhìn thấy không, được chưa. Thì chỗ này là nó kịch kim rồi thì chúng tôi cứ kéo nó có quanh trôi không nhỏ hơn được nữa rồi, hiểu không? Đấy, tức như thế nếu chúng ta neo cả bốn hướng, chúng ta neo cả bốn hướng thì cũng cái anh chưa đây, chúng ta neo cả bốn hướng, tức là nếu chúng ta muốn thay đổi cho cả bốn hướng, thay đổi cho cả chiều dài chiều rộng, chúng ta phải chọn cả bốn hướng thì nó mới thay đổi cách theo chiều dài và chiều rộng. Đây này, khi chúng ta chạy lên nhá, từ đây đến đây là 3 cm, từ đây đến đây là 3 cm đúng không, thì dù chúng ta kéo dài lên mấy nữa thì đây vẫn là 3 cm, đây vẫn 3 cm, tức là cái con trôn này nó sẽ thay đổi cho cả chiều dài và chiều rộng đó, nhìn thấy không. Đấy, nhá. Thế thì khi đi thi các bạn cũng chú ý cái đề bài chúng ta là nó bảo là thay đổi cho chiều dài hay chiều rộng hay cả hai để chúng ta neo cho nó phù hợp nhá. Hoặc là nếu chúng ta làm dự án hoặc chúng ta làm việc chúng ta muốn nó thay đổi như nào chúng ta phải chú ý chỗ nào. Thế thì slide này cũng chỉ là cái thầy vừa nói thôi. Đấy, neo bên trái, neo bên phải, không có gì cả nhá. Tiếp là đến cái docking. Docking giống như cái này này, giống cái tool box này, hiện tại đang đóng bên left này, cái này right này, đó, cái này bottom này, nó docking. Bây giờ thì muốn docking này, tức là nó gắn với một cạnh nào đó của cái form hoặc cái container thôi, không có gì cả. Nếu đây là control thì nó sẽ có cái container bên ngoài này, thì cái control này nó sẽ gắn với lại cái container này thôi, theo một cạnh nào đó. Ví dụ như thế này, bây giờ thì muốn cái này nó gắn lên top của cái form đó, muốn cái này gắn lên top của form thì thầy chọn cái control này đã, chọn control rồi xuống cái property dock đấy, đó là none. Đây các bạn nhìn này, top này, bottom này, grab này, right này, fill này, mình là fill đầy luôn, full luôn, full cả cái container luôn, thì cái control kia đang là con của form mà nó fill đầy form luôn, được chưa. Còn nếu chúng ta là top đấy thì nó phim đầy top, dạ nó phim đầy top. Chúng ta gắn, tức là chúng ta xin đến đâu đi nữa thì nó vẫn luôn luôn ở trên, nó vẫn luôn luôn ở trên top đấy, nó không đi đâu cả nhá, nó vẫn là top. Còn nếu chúng ta đắp ở dưới left thì nó sẽ ăn bên trái ha, right đó, bottom đấy, được chưa. Thế thì bây giờ tôi cho cái này lên top này, cái này lên top này, đúng không? Cái này ở dưới bottom này, đúng không? Cái này tôi cho gắn là trái đấy, có nhìn đâu này, trái này, top này, bottom này, có nhìn chưa. Nếu chúng ta muốn gắn tiếp các con trôn này thì nó sẽ ăn theo cái cạnh của cái container là cái này, cái này thì muốn cho nó gắn dưới ở bottom đấy thì nó sẽ ăn dưới bottom của cái này thì cho gắn ở right, cái này thì cho ăn ở left đấy,
Yeah, đấy chính là thuộc tính đắc, vô vị đắc. Nó cũng không khác gì những cái này. Nếu giả sử chúng ta bỏ ra ngoài, chúng ta muốn gắn ở đâu cũng được. Đây, gắn ở đây, gắn ở đây, gắn ở đây. Đó, nhìn đâu, nó đều ăn theo. Đấy. Thì cách làm như sau, các bạn đưa chuột trái vào này, cái phần phần trên đây này, hay là đây này, giữ chuột lên đây này, đấy, kéo ra, giữ chuột thì kéo ra. Các bạn muốn đặt vị trí nào thì các bạn thả ra, nó tự động nó ăn thôi. Đấy. Đây, đấy. Được chưa? Các bạn muốn vô vị trí nằm bên trên cũng được. Nó sẽ nằm bên trên, còn solution nữa. Cái này thầy muốn đẩy xuống đây. Đấy, cái này thầy muốn kéo xuống đây cũng không sao cả. Đấy, cái này để cho nằm trên này, nó hiểu không? Nó hiểu cái đọc chưa? Đấy, các bạn cứ cầm chuột bạn kéo thôi, được chưa? Và cái đọc ok chưa? Rồi. Tiếp chúng ta đến từng cái con chơi một. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái label checkbox của button. Thầy muốn xóa thì đơn giản thôi, thì đưa chuột đây cho Ctrl A, nó sẽ bôi đen hết tất cả con control. Đó. Chúng ta đấm nút delete đi, Ctrl S là xong. Bây giờ chúng ta sẽ kéo vào một label. Đây, label. Thì label ở đây, các bạn nhìn là label button checkbox nó có các cái. Đây, label là chỉ là cái text hiển thị thôi. Đấy. Thì nó đều label checkbox button đều có property. Checkbox button. Đấy. Nó đều có các cái thuộc tính như này, chúng ta học hết rồi. Không gì cả, đúng không? Tiếp chúng ta học đến checkbox. Checkbox bình thường khi chúng ta chạy lên thì cái checkbox này nó chỉ là một một hàng thôi. Đây, checkbox này nó chỉ là một hàng thôi, chúng ta viết dài mấy cũng chỉ một hàng thôi. Enter xuống dòng thì không enter được. Yeah. Đấy. Còn nếu bây giờ chúng ta muốn cho nó viết thành nhiều hàng thì chúng ta sẽ chọn cái property, nhớ là phải đưa chuột để chọn control trước nhá. Chứ chúng ta đang để đây đang để form thì nó không có cái thuộc tính đi đâu. Chúng ta phải đưa vào control. Đấy, control text box chúng ta sẽ tìm cái thuộc tính multi. Các thuộc tính này nó chia theo group và theo vần alphabet rồi. Multiline đang là for, đây là true. Đấy, nếu mà for nhá, mà for chúng ta không thể resize được theo trường này đâu, chúng ta chỉ resize trường này thôi, trường này không resize được. Nhưng nếu ta bật lên một true, đó chúng ta sẽ có thể resize này được. Đấy, có hiểu chưa? Được chưa? Đấy, chúng ta start này. Đấy. Chưa? Đây chúng ta chỉ kéo dài là tí thì khi các bạn enter xuống dòng chúng ta sẽ nhìn thấy số liệu nó đó, ok chưa? Backward thì các bạn hôm trước nói rồi, backward là khi chúng ta thay đổi backward bằng một cái tự nào đó, vụ cái tự này là cái tự a còng đi, thì mỗi khi chúng ta nhập một cái tự bất kỳ trên bàn phím thì cái tự đó sẽ được thay bằng cái tự a còng. Đó. Thì cái này dùng để che giấu mật khẩu, thì khi các bạn bạn là mật khẩu các bạn phải che giấu đi nhá. Tiếp đến cái read only. Cái read only là khi chúng ta đây là chúng ta được nhập vào. Nếu mà read only tức là chỉ đọc bật lên một chu thì chúng ta không nhập được nữa, chúng ta chỉ xem được thôi. Đó, chúng ta không 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 đọc được nữa, chúng ta chỉ đọc thôi, chỉ xem thôi. Đấy. Con 3, cho con 3 các em để ý là thử bật lại cho cái này lên ZeroRemove4 nhé. Khi chúng ta nhập quá độ dài về chiều cao, cái này khi mà chúng ta nhập quá về chiều ngang thì nó sẽ tự động nó xuống hàng rồi, nó xuống hàng theo kiểu là vậy thôi chứ không phải enter đâu nhá.
Nó không phải đến đơn tơ đâu, nó tự động nó xuống dầu mới đó. Nhưng mà đó, những cái chế độ che mắt thì đúng là chúng ta muốn thật sự một thành cuộn để chúng ta có thể kéo lên kéo xuống để chúng ta xem nội dung ở bên trên, giống như Word ấy. Hay là cái này này, chúng ta muốn kéo lên kéo xuống này đó, thì chúng ta sẽ chọn Control này, sau đó tìm cái Brotish con 3, cái đây con 3, đây con 3. Ở đây đang có chiều ngang, chiều dọc và cả hai. Thì như cái tết bóc này chúng ta sẽ không có cái theo chiều 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 ngang, mà chúng ta chỉ có chiều dọc. Đấy. Thì có chiều dọc, không có chiều ngang. Nếu các bạn chuyển chiều ngang thì nó cũng thế thôi, nó cũng không có gì cả. Mà các bạn chọn cả hai thì nó chỉ xuất hiện nguyên cái chiều dọc thôi, không có chiều ngang. Đó, nó cũng không có chiều ngang nhá. Chọn bốt thì không có chiều ngang. Đó, nó tự động xuống cho mình rồi. Đó. Thì các bạn có thể cùng con kéo lên đó, để chúng ta nhìn đó. Còn nếu bình thường thì các bạn mà chọn bút này, có những control nó sẽ cho chúng ta xuất hiện cái thanh cuộn này theo cả chiều ngang và cả chiều dọc. Đây, đây là chiều ngang và thanh cuộn con ba cho chiều dọc, đây cả chiều ngang và chiều dọc đây. Đấy, nhá. Đây là bút. Còn nếu mà các bạn mà chọn cái vertical này là chiều dọc, là cái này horizontal, là cái này chiều ngang, là cái này, ok chưa? Even ở đây chúng ta dùng là even là text chain, even text chain, even text chain là đây. Cái này là tại sao nó sẽ lỗi này, là khi chúng ta nhấn vào những cái chốt S nó bảo nó lưu cái output là lưu cái này đó, chúng ta không lưu cái này gì cả, chúng ta kích chuột lại vào đây vào form. Rất dấu sao là cái form này chưa được lưu. Các bạn làm đâu, các bạn nhớ chúng ta ctrl s liên tục đến đó, ctrl s bắt đầu sao là được nhá. Sự kiện text chain là cái sự kiện khi này, cái thứ nhất là chúng ta kết thúc à, đưa vào chỗ của cái control chọn focus xong chúng ta loop đấy, cái thứ nhất. Cách thứ hai là nó cho control vào property cho phải property nhé, hoặc là nếu property mất thì vào view xuất hiện property window sau khi sang test set event đấy có text để chuột vào đây kết loop nó vẫn ra đấy. Ở đây thầy có thể viết cho các em một cái demo nho nhỏ, là chúng ta mỗi lần chúng ta nhập một cái tự vào thì tức là nội dung text đã thay đổi rồi, thì chúng ta sẽ hiển thị cái nội dung mà chúng ta nhập vào nội dung text. Muốn biết cái này là cái gì, cái này là text box 2 đúng không, thì đây là text box 2 nhá. Đấy, thầy cứ nhập một cái tự vào là text thay đổi đúng không, đấy là nó sẽ lấy ra giá trị thôi đấy. Đó là text chain nhé, là event này. Còn button là một sự đấy, chúng ta để code chúng ta không thấy design đâu, tôi bóc đâu, chúng ta phải sang bên giao diện button kéo vào sang property đổi cái text đi, nhấn button nhấn đấy. Đặt name là cái biến tham chiếu, cái text là cái text hiển thị. Thì khi chúng ta nhấn đúp cũng có hai cách, một chúng ta nhấn đúp, hai chúng ta vào đây chúng ta vào click chúng ta nhấn đúp cũng không sao cả đấy. Thường thường sẽ vào đây nhấn luôn cho nhanh thì vẫn ra được click click à. Đấy. Thì mỗi thầy có demo là khi mà nhấn vào thì nó sẽ hiển thị thông báo nhấn đấy. Nhấn thầy kích chuột trái
cái trục trái đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta có thể vận dụng được cái Intel cộng đó đó chưa đấy. Chúng ta cộng nối chuỗi thôi. Này một lần này, không lần này, một lần này. Đó, hai lần này, ba lần này. Đấy. Cái này chúng ta đổi được một thì là ok. À. Em hiểu sự kiện click chưa? Còn thực tế là cái click này chúng ta làm cái gì thì phải phụ thuộc vào bài toán của chúng ta cơ. Đây chỉ là một cái demo thôi. Được chưa nhỉ? Đến đây thì lớp có vấn đề gì không? Đến đây thì lớp có vấn đề gì không? Có thấy khó không? Khó thì có hỏi nhá. Tiếp tục này. Ở đây có một demo này là khi chúng ta nhấn vào button thì nó sẽ chuyển một chữ hoa. À đây là gì? Là text chain. Text chain là một ví dụ là khi chúng ta nhập, mỗi lần chúng nhập ký tự vào đây đấy thì nó sẽ chuyển thành chữ hoa. Ok, cái này không có gì. Đây, mỗi lần nó chuyển thành chữ hoa chứ không phải là hiển thị nữa, thì chúng ta chữ hoa đây chúng ta sẽ có dùng luôn. Đây. Cái text này trở về chúng ta một dòng string, thì trong lớp string này có một cái phương thức là to upper đó, nó là phương thức đó. Đây tại sao phương thức bạn nhìn thấy biết ngay, có mở đơn đóng đơn đúng không? Đó, t nhập t là nó ra chữ t hoa là th đó chưa. Đó, nó rộng còn vớt chúng ta sang chữ hoa ngay. Ok chưa? Thì trong cái lớp string này chúng ta có rất nhiều các phương thức khác nhau. Đây, các bạn nhìn này. Cái lập phương này là phương thức Gboolean này. Đây, các bạn tự nhìn bên này này. Đây, dual shock string. Đây là cái chữ vấn. Đấy. And quit equal. Cái này là chúng ta đang sử dụng cái template khuôn hình khuôn mẫu. Đấy, phương thức nhìn chưa, rất nhiều chúng ta dùng đây là property. Đó. Thì đây vụ là chúng ta đang chuyển thành chữ hoa. Thế còn ở đây các em chú ý ở đây nó có một cái là shader. Các bạn nhìn cái shader này nó là cái gì? Bản chất shader đây chính là cái nguồn, cái control mà gây ra sự kiện, gây ra event. Thì đây chính là shader. Dụ textbox 2 text chain. Đây này, textbox 2 chấm text. Chỉ là thầy có thể thay cái này một shader. Nó vẫn chạy bình thường. Nhưng các bạn chú ý là gì? Cái shader ở đây nó chính là kiểu object. Chúng ta phải convert nó sang dạng textbox. Giống như cái bài hôm trước, chúng ta học đấy. Chúng ta phải convert cái dạng object sang cái dạng mà chúng ta muốn, cái dạng lớp con ấy, lớp cha sang lớp con. Object là lớp cha trên cùng mà, và chúng ta phải ép kiểu tử mình từ cha từ lớn rồi bé, chúng ta phải ép kiểu tử mình và chỉ rõ từ cái ép ra đó. Checkbox đây là kiểu cần ép đúng không, chúng ta ép cái gì? Chúng ta ép cái sender đấy. Được chưa?
thì nó trên Techbox thì nó có cái protein là Tech đó, sau đó là Dropper, nó vẫn ra bình thường thôi. Thì các bạn hiểu là cái shader này chính là cái này đó, chính là cái nguồn cái sự kiện là cái này, là cái Techbox 2 này thôi, được chưa? Đó, có hiểu cái shader không? Còn shader đây chính là cái tên biến tham chiếu thôi. Các bạn cũng thích là shader, các bạn là S hay là X hay là cái gì cũng được, không ảnh hưởng gì cả, nó vẫn chạy nhá. Nó giống là phương thức biến tham số của phương thức thôi. Đặt tên là gì cũng được, kiểu object chứ không không phải là cái shader đâu nhá. Đó chính là cái bản dụng kiến thức lập trình bình thường thôi, số đối tượng thông thường thôi. Nó hiểu cái này không? Muốn cái label hiển thị ra một list có n cái tự thì mình cứ lấy label trong text thôi em. Đấy nhá, ví dụ ở đây là label chúng ta đang là đây này, có một label đây, text của nó đang là label 1 này, text của nó đang là label 1 đúng không? Bây giờ chúng ta nhấn cái nó sẽ lấy cái, thay đổi cái label nó đi chẳng hạn, cũng được ngay. Đây, nhấn này đúng không? Chúng ta sẽ lấy cái name của cái label ấy là cái biến tham chiếu đấy, là label 1 này, đó là cái name này đó. Chấm này, text này, đúng, bình thường là chúng ta muốn hiển thị ra chúng ta get, bây giờ chúng ta gán là nó set property mà set set thì nó là string, chúng ta gán bằng cái gì thì text này thì bằng cái đó thôi. Hiểu không? Đây. Đấy. Hiểu chưa bảo? Trong này chúng ta có hai cái sự viết hai dòng trong event là một cái là hiển thị, sau đó mới làm cái này. Nên là khi chúng ta phải nó phải tắt lại đi thì nó mới thay đổi. Nó mới làm nên cái lệnh này, nó mới gán gán lại. Đây. Nhá. Nhấn này thì nó làm lệnh 113 trước này, hiển thị này, chúng ta nhấn ok xong thì mới làm 114 này, thì cái text nó mới đổi. Đấy. Ok không bảo đúng vậy, không phải là UI khác. Em làm như thế nó chỉ hiển cho em một cái, cho chị lớn nhất, giá trị lớn nhất. À, ý là em đang muốn là liệt kê ra một dãy số thì đúng không? Nhưng mà em nó chỉ ra một dãy số cuối, cái số cuối cùng chứ không ra các số với nhau gì. Đây, vụ thầy nhìn nhá. Vụ cái này thầy hiển thị cái K có cộng này nghe. Đây, cái này gì? Rồi tí nữa quan trung đợi chút nữa thầy sẽ lại để mô luôn cái đấy cho em luôn bây giờ. Đây, thầy nhấn này một lần này. Đơm này. Đấy, nhấn một lần này. Đấy, được chưa? Ba lần này thì đấy nhá, phải ra là 2 3 4 5 6 7 gì đúng không? Còn đây chỉ ra mỗi lần cuối cùng lần thôi đúng không? Đấy, thì mình đã là em lấy nối chuỗi mà, mình học cộng bằng thôi mà. Em chưa học cộng bằng nữa. Em chưa học cộng bằng thì là nó vậy thôi. Mình phải cộng bằng vào. Đây, mình phẩy này thì ra là số cuối cùng thôi. Nhưng mà mình cộng bằng ấy. Đó. Tức là cái này là đang là một rồi nhá. Chỉ là mình cộng bằng vào thì nó mới nối là 1,2 thôi, phải 3,6 4 lần sau thì mình nó cộng bằng này, hoặc là bằng cái này này cộng thêm với một lượng nữa, nối chuỗi cộng này này nó cộng bằng này, ở trong C của cộng cũng thế mà. Đây. Đấy. 3 này nhìn chưa, mỗi lần nó cộng thêm một số nó phải lần sau này, đúng em chưa bảo?
Đấy, chúng ta dùng cộng bằng nhá. Còn nếu chúng ta không có cộng bằng thì đây, cái này thì có gọi ngắn hơn là cộng bằng thôi, nó nhanh. Đấy, học cộng bằng rồi. Đấy. Chuỗi có thể có bằng được. Còn chung mới là shift form khi click vào button làm thế nào? Ok. Đây. Chúng ta khi chúng ta nhấn vào đây, đúng không? Chúng ta muốn thực hiện xong, sau đó nó thoát. Thì các bạn lên zip, zip là gì? Chính là cái phần hiện tại. Form đây chúng ta là lớp lớp form 1 đúng không? Lớp form 1 thì bây giờ chúng ta hiểu zip không? Chấm. Chấm là chấm gì? Các bạn có cái phương thức close này. Close này. Nhìn này, close form này, được không? À, close form này. Đấy. Được chưa? Và cái này các bạn không có zip cũng chả sao cả, không hiểu gì cả nhá. Hiểu không zip à? Tôi chọn zip trong hướng đối tượng ấy, xin cộng chi chép ra ba là như nhau mà. Zip. Ừ. Còn nếu không có cái zip thì nó ấy cũng không biết thì thôi, chả sao cả. Đó. Nó tắt. Ok chưa? Chung ok không? Đúng ý chung không hay là chung một ý khác? Nhưng mà đã đúng đúng ý của em chưa hay là đó? Hoặc là hai hai là ẩn form đi đó. Đấy. Ờ, thế thế chung em bật mic lên đi, em có máy không xem để xem cho em có hai form hay nhiều form. Để em thử xé đây nhá. Ừ, em share đi nhé, để xem cho. Thầy cấp quyền xé màn hình nhỉ? Ừ. Rồi, được rồi em ạ. Vâng, chạy đi. Đây Đây là đây. có lỗi rồi, lâu đi, đang có lỗi rồi. Khi các bạn gặp lỗi nhá, thì các bạn sẽ sửa lỗi. Các bạn nhìn thấy error ở dưới này không? Đây nó báo này, đấy, có một lỗi này, nhìn nhá. Đấy, tức là cái checkbox 3 chấm trên này này là lúc nãy em có rồi nhưng em xóa đi. Ở trong cái form 1 chấm xét này có cái này rồi nhưng em xóa đi đúng không? Em xong design đi là mất này, em xong design đi, design là không còn nữa đâu. Em xong design mình xem. Đó. Đi vậy nha. Các bạn phải nhấn vào cái dòng này là mất luôn đấy, mất luôn giao diện luôn, mất hết luôn nhá. Nếu gặp lỗi như này, khi các bạn gặp cái tình huống như này các bạn sẽ xử lý như sau. Xuống cái lỗi này kích vào lỗi đi. Rồi các bạn bỏ dòng này đi hoặc comment dòng này lại, comment cái dòng lỗi này lại là được. Vì sao? Là khi mà chúng comment lại nhá, hoặc em xóa đi. Là khi mà trong cái form 1.set chấm designer chấm set này chúng ta côn đến cái thằng zip chấm checkbox 3 chấm check trên này, nhưng mà trong cái form 1 này, này nó không có, nó không tồn tại cái thằng checkbox 3 này thì nó sẽ không côn được, nó sẽ lỗi thôi. À, được rồi thầy ạ. Ok chưa? Được rồi ạ. Rồi thầy ạ. Đấy, có gì cứ hỏi đi nhá. Tại vì nếu các bạn mà tìm trên mạng thì ra cũng được thôi, cũng sẽ ra thôi. Nhưng mà nó sẽ mất thời gian nhiều hơn, nó lâu hơn. Thời gian đấy chúng ta làm việc khác. Tại vì chúng ta đi học, đấy chúng ta được quyền hỏi mà, không mất gì đâu. Mà thầy có khó khăn gì đâu. Ngoài lúc học ra các bạn hỏi cũng được, không biết thầy vẫn trả lời mà nhá. Bất cứ lúc nào. Ví dụ như đây nhá, các bạn chuyến này chúng ta rồi tập hai form đây, có tình huống như này nữa. Mai các bạn sẽ gặp rất nhiều tình huống khác nhau mà ta phải nghĩ phải giải quyết.
Nên là cái để lập trình này các bạn phải thực hành nhiều, code nhiều, các bạn sẽ lên lên tay thôi, khả năng sẽ lên. Còn chúng ta không học thì rất khó. Bây giờ chúng ta lên form 1. Cái form 1 hiển thị form 2. Các bạn hiểu không? Hiểu thiếu nào? Rồi cái form 1 chúng ta nhấn nút nhấn này nó hiển thị form 2. Các hiểu nhá. Thì rõ ràng là chúng ta vẫn bình thường thôi. Chúng ta phải tạo ra một đối tượng thuộc lớp form 2 đã, thì chúng ta phải có tên lớp không? Giống như sinh viên bằng A bằng sinh viên thôi. Form 2, tên lớp là form 2 đúng không? Tại sao là form 2? Tại vì chúng ta nhìn lên này. Đây này. Lớp này, lớp form 2 đây này. Đấy, có phương thức cải tạo này. Đấy. Rồi chúng ta đặt cho nó một tên biến. Giống như sinh viên A thì đặt cho một cái tên biến tham chiếu một đợt là A thôi. Ở đây thì đặt là F, F và LM L đó cũng được. F là viết tắt của form thôi. Đấy là tên biến đặt thế nào cũng được nhé. Bằng new này, tên lớp này. Vâng. Có pháp này quen không? Dòng 115 các bạn nào chưa hiểu không? Sau đó chúng ta lấy cái F này chấm thôi, giống như lấy sinh viên lấy A chấm thôi. Thì trong cái này có rất nhiều các thuộc tính phương thức khác nhau. Thì đây chúng ta có phương thức show. Show. Thì nó sẽ hiển thị lên. Đó. Nhìn này. Đấy, nhìn chưa, file form này, ok chưa, nó hiểu không, thấy chưa, đó. Nó vẫn chỉ là hướng đối tượng thông thường đó, chỉ là hướng đối tượng chúng ta đã học đây này, không có gì cả. Trong cái lớp này nó có sẵn phương thức show rồi, chúng ta gọi là cho dùng thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ có một cái là gọi close ra. Nếu các bạn gọi close đây thì là close của form 1 chứ không phải close của form 2. À, tại vì chỗ này chức năng read close là close form 1 mà. Đấy, nhưng mà các bạn hiểu này, close này. Khi các bạn đóng form tra close này này thì là nó sẽ đóng form tra đúng không? À, cái form này các bạn new new form 2 không? New form 2 trong form 1 không? Giống như cái quan hệ mà các bạn chọc đấy nhỉ. Là khi chúng là form 1 mà đóng form 2 sẽ phải đóng. Đó. Nha. Rồi. Các bạn nhìn này. Chú ý nhé, những cái tình huống này là các bạn rất nhiều bạn sẽ phải hình dung đấy, form 2 này có mở rồi đấy nhưng sẽ đóng theo khi form 1 nó đóng xong, form 2 đóng theo. Nhưng nếu bây giờ các bạn lại không dùng cái này, các bạn dùng cái hai, không dùng cái lâu mà dùng hai thì nó sẽ khác với cái lâu nhá, khác với cái lâu đấy, được chưa, khác hoàn toàn nhá. Còn nếu các bạn không có cái chỗ này, không có cái này nhá, thì rõ ràng là close và hai thì các bạn nhìn thấy là form 1 nó đều, chúng ta không nhìn thấy đâu hết. Đây, form 1 không có nhá, hết không còn đâu, được chưa, có close nhá, close nhá, cũng thế về mặt các bạn nhìn nguyên cái form 1 không, close xong đúng không, nhưng khi close xong thì nó form 1 nó tắt đi và các bạn nhìn thấy chương trình chúng ta này. Đấy, nó stop luôn, được chưa? Nhưng nếu chúng ta hai, nó hai tức là cái form đấy nó tạm thời nó ẩn đấy thôi, nó chỉ ẩn đấy thôi, đấy nó ẩn đấy thôi, chương trình vẫn chưa kết thúc, được chưa? Nhìn thấy không? Đó. Dạ. Các bạn phân biệt được hai với close không? Coi cái trao đổi đi, có rất là chất lượng rồi. Nếu hiện form 2 mà vẫn có form 1 nhưng không ấn được thì sao? Đây, tức là nếu chúng ta mà hiển thị form 2 nhé. Đây, form 2 này. Wow, hiển thị form 2 thì chúng ta phải để là 2, không được để có lâu nhé. Thì nó mới lên. Đúng không? Này. Đấy. Được chưa? Còn nếu các bạn muốn cả hai đều 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 có thì các bạn không bỏ cái hai này đi. Đúng không?
Còn ý của bạn Hoài là nếu hiện ra form 2 mà vẫn có form 1 nhưng không ấn được, tức là không ấn được form 2 ở form 1 cái gì? Đây như này là gì? Chúng ta ấn được cả form 1 này. Đúng không? Ấn cả form 2 này. Đấy, các lớp hiểu ý của bạn Hoài hỏi không? Ý bạn hỏi là bây giờ chúng ta hiển thị trong form 1, nhấn được form 2 rồi. Đó, nhưng mà lần chúng ta thì thao tác cho form 2 chứ không làm được gì form 1 nữa gì? Đúng không Hoài? Đấy, nếu như thế thì chúng ta sẽ không dùng cái show mà chúng ta lại dùng show dialog. Show dialog. Đấy. Thì các bạn sẽ hiểu cái show và show dialog khác gì nhau. Bạn không thể chọn bên dưới được luôn. Không thể chọn cái phần dưới được. Chúng ta chỉ thao tác phần 2 này thôi. Lớp phân biệt được show và show dialog không? Đó. Nó hiểu được cái chỗ này chưa? Được chưa nhỉ? Đấy là một cái ví dụ minh họa để chúng ta xử lý cái sự click thôi, còn thực ra là nó tiên biến văn hóa lắm. Chúng ta quan trọng là muốn như nào thì chúng ta sẽ xử lý để tìm các cái lệnh ở các cái lớp các thứ tương ứng để chúng ta làm được. Nên là vụ dạy như này thì không thể dạy được các bạn tất cả các cái bài mẫu hoặc những cái mọi thứ được, mà chúng ta phải phải hiểu được cái khái niệm, cái nguyên lý, những cái bản chất rồi chúng ta có thể tư duy được những bài toán khác nhau để chúng ta áp dụng, chúng ta làm, chứ không có bài nào giống bài nào cả, không có loại code nào giống loại code nào cả. Nên là cái việc sao chép code là nhìn được biết ngay, ngay cả đặt tên biến không thể có hai người giống khác nhau mà lại có thể đặt tên biến có thể giống nhau 100% là không bao giờ có xảy ra được. Được chưa? Suy nghĩ các bạn khác nhau nên chúng ta không thể code giống với chỉ nhau được. Đấy. Rồi các bạn có thể đổi cái text hiển thị đi chăng nữa nhưng mà cái khác không thể đổi được nếu các bạn không hiểu về vấn đề. À, còn cái này là một cái ví dụ là sẽ đổi sang cái tự kiểm tra là số, kiểm phần là số hay không, thì nó cũng chỉ vận dụng được cái có sẵn thôi chứ. Thì chúng ta có thể bắt sự kiện khi đây, sự kiện key press cho là nhấn, tức là một cái control chúng ta có thể làm nhiều sự kiện cùng một lúc cũng được chứ phải chỉ được một sự kiện. Khi đây, nhấn nhấn phím key là phím, press là nhấn nhấn phím. Đấy, thì khi nhấn phím nha, khi chúng ta nhấn phím thì cái E này chính là cái phím mà chúng ta vừa nhấn, thì là chúng ta có thể lấy được nó và chúng ta sẽ kiểm tra nó. Đây, chúng ta có thể show phím chuyên keyboard ta nhấn phím G đúng không? Đó. D. Đó. Kép. Đúng không? 4. Đấy, thì mỗi lần ta nhấn một phím nào nó sẽ gọi cái keyboard một lần. Đấy, và nó gọi cái text chain một lần. Đấy, nên là nếu là các bạn muốn không gọi text chain nữa thì các bạn comment nó đi. Được chưa? Bây giờ các bạn muốn, đây là chúng ta bắt được cái sự kiện nhấn phím rồi, nhưng mà chúng ta muốn xem là cái tự nhập vào chúng ta phải, đây thầy có thể cho các bạn cộng với e đây, chấm key cha, đây nó sẽ cho chúng ta cái phím chúng ta vừa nhấn, ví dụ f, vừa nhấn phím f này nhìn đâu f này.
H à, 6 này, được chưa? 9 này. Đấy. Thế thì bây giờ đề bài bắt là chúng ta kiểm tra cái ký tự nhập vào chúng ta là số hay chữ. Được chưa? Là số hay chữ. Thì trong C# có một cái phương thức hỗ trợ sẵn chúng ta cái việc kiểm tra đấy rồi. Chúng ta chỉ phải gọi là nó dùng thôi. Còn nếu các bạn nào không biết, các bạn cứ việc Google gọi sort kiểm tra số nhập số C#. Tức là những cái các bạn đã làm một lần hai lần thì các bạn sẽ nhớ trong đầu là chúng ta sẽ dùng được cái đó, được chưa? Nhưng có những cái các bạn chưa làm bao giờ, chưa dùng bao giờ thì các bạn hoàn toàn có thể, các bạn có tìm được và các bạn sẽ nhìn được nhá, nó có hết là trả lời đi rất ít. Cách một, cách hai, cái một sử dụng in để kiểm tra đấy. Thì đây chúng ta có thể sử dụng cái in, thì cái này nó nằm trong lớp tra đấy. Trong structure tra có một phương thức là user đấy, đây này có rất nhiều user, vụ kiểm tra là khoảng trắng, ký tự nhập vào khoảng trắng hay không, ví dụ trường bàn là chữ cái hoặc chữ số hoặc là control hoặc là big x hoặc là chữ cái viết thường hay không, viết hoa số hay không. Đấy. Nó kiểm tra cho mình rất nhiều thứ rồi, chúng ta chỉ cần dùng thôi, viết hoa hay không. Thì đây chúng ta sử dụng cái thằng kiểm tra số là big x. Sau đó cái thằng x này các bạn nhìn không? Tham số trường vài là một cái tự không? Thì key tra nó trả về một cái tra chưa? Các bạn chuyển thẳng nó vào thôi. Đó, cái này là true or false, nó trả về chúng ta true or false. Đấy. Nếu chúng ta nhập vào là g là chỗ là chữ thì nó sẽ ra là false đây, g là false này. G này. Đó, là four này, 6 này, là chữ là true này, à, 2 này, true là four này, à, là số này, nó hiểu không? Được chưa? Nó hiểu không? Còn đây có một cái sự kiện nữa là các bạn là e.hands mà bằng true là tức là gì? Tức là nó sẽ xử lý sự kiện xong rồi, tức là coi như cái chúng ta kết thúc sự kiện event này rồi. Đấy, thế thôi. Nhá. Thì vụ bây giờ chúng ta là như đây là nó kiểm tra là gì? Nếu không là cái tự số thì coi như là không làm gì cả. Đấy, thế là cũng là sự kiện xử lý sự kiện nếu xong. Đấy. Còn thường thường chúng ta sẽ thông báo ra là nhập bạn phải nhập vào là số chẳng hạn, cũng thế. Thì các bạn lại dùng Messenger ra hoặc là nhà đó. Tùy chúng ta muốn thôi. Tiếp là đến cái clip box, combo box. Đến clip box, combo box. Thế về label với button text box thì các bạn có cái nào cần phải trao đổi không? Hỏi không? Các bạn ba cái control này các bạn có vấn đề gì không, có chỗ nào hỏi thì cứ hỏi đi, là nếu không có gì thầy sẽ chuyển sang control khác là list box combo box. Thế nào nhỉ, thế nào nhà lớp nhỉ? Có ổn không? Ừ, ok nhá. Nếu mà các lớp khác mà các bạn có tài liệu hoặc cái gì đó mà các bạn đọc ở các lớp khác ấy, mà thầy cô khác dạy có chỗ nào mà các bạn đọc mà không hiểu hoặc là thầy chưa dạy thì các bạn cứ trao đổi với thầy nhá, thầy sẽ bổ sung cái phần đấy. Thầy sẽ trả lời cho lớp nhá. Và những bài tập các bạn có thể tham khảo được ở đâu đó trên mạng hoặc là bạn bè hoặc là những cái bạn này học trường khác cũng được, mà gặp vấn đề khó khăn thì bạn có trao đổi với ta, chúng ta cùng nhau trao đổi. Đây, chúng ta đến cái phần control là list box và combo box. Đây, control list box, đây là list box và đây là combo box. Hai cái này các bạn nhìn này, cái này cái vùng này này chính là
À, cái vùng này chính là cái một cái đề một cái một cái minh họa của cái quan trường Lý Bắc, và cái chỗ này là một cái minh họa của Combo Box đấy nhá. Đây đây là Combo Box, đây là Lý Lý Bắc, đây là Lý Bắc. Thì đây list box rồi ta sẽ có một danh sách các item, thì để chúng ta thêm các item vào trong list box chúng ta sẽ làm như sau. Cái thứ nhất chúng ta phải chọn control list box, nhìn hình tam giác trên đây này, và click vào edit item. Ở đây các bạn mỗi một dòng là một item, ví như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang, đấy, ví dụ như thế, được chưa? Thì mỗi một cái này là trên một dòng là một item, thì đây gọi là item. Còn toàn bộ tất cả cái này, chín cái tỉnh là tám cái tỉnh này là tám item. Item S là số nhiều, thì sẽ trả về chúng ta một cái list của tám cái item này, nhá, là cả tám này, được chưa? Ok, đấy các bạn nhìn thấy sự ở đây. Đấy cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn vào cái property, chọn là chuột phải property, sau đó nhìn tìm property item. Cách của ba chấm, đó nó vẫn ra được cái vừa rồi. Đều như nhau nhá. Đây khi các bạn chạy lên, chúng ta sẽ thấy các item nó hiển thị lên đây, đây các item đây. Nếu mặc định là khi mà các item này nó dài quá cái width ở cái hay của cái control này, nó tự động sinh ra thành con ba chúng ta luôn. Đó. Nhưng các bạn nên nhớ là nó sẽ không sinh ra cho chúng ta một cái thành con ba theo chiều ngang đâu. Đúng, đấy, nó sẽ không tự động sinh ra cho chiều ngang mà nó sẽ tự động sinh ra cho chúng ta theo chiều dọc thôi. Nhá. Nếu chúng ta muốn như này, chúng ta phải có cái thanh theo chiều ngang, thì các bạn sẽ tìm cho thầy cái Multi trong đó có chứa cái từ con ba, con ba đây, đây con ba trên trường ngang đây, đang là phổ các bạn bật lên một chút, chúng ta sẽ thấy xuất hiện thay con ba trên trường ngang, nhấn start, ok chưa? Đây. Tiếp đến một cái protein nữa là multi column, đây là thầy đang nói chúng ta muốn trao đổi một số các cái control thông dụng của tất cả các control rồi, rồi đến một số các property tương ứng với từng control một nhá. Đấy, chúng ta không thể đi hết được tất cả các cái property đâu, nên là chúng ta phải cố gắng tổng hợp lại multi column. Như này các bạn thấy là gì, khi chúng ta chạy lên đấy nó dài quá đúng không, thì nó xuyên cái thanh này đấy, và nó chỉ có một cột, nhưng mà là chúng ta muốn cái thanh này cái clip box này nó sẽ có thanh cuộn theo chiều ngang và nó sẽ có nhiều cột, hai cột chẳng hạn, thì là làm thế nào, tức là hoặc nó không đủ cái độ cao, nó thừa quá thì nó phải đẩy sang cái cột mới. Thì các bạn nhìn cái multi column này, nó là full, các bạn kết đúc vào rồi true, hoặc các bạn lựa chọn đây chọn true full à. Hoặc các bạn đưa chuột vào kết đúc là tự động nó đẩy luôn đấy, true. Nếu mà true thì nó sẽ mất cái thanh cuộn theo chiều dọc, tại vì nó mà không nó thừa cái này thì nó phải đẩy sang cái cột mới đấy, nó sẽ đẩy về cột mới mà, thì nó sẽ không còn thanh cuộn theo chiều này nữa, nên chú ý cái điều đó. Đây là multi multi column. Tiếp là đến một cái multi short, là nó sẽ tự động nó sắp xếp các item này theo cái alphabet nhá. Hiện tại các bạn thấy nó đang rất là lẫn lộn, nó không theo thứ tự alpha nhá, được chưa? Đúng không? Bây giờ thầy sẽ xem property của cái này nhá. Cái còn property của cái này thì không có đâu nhá. Những cái như là một item s hay là multi column hay là cái này này là bất tuần không có nhá. Cái box này cũng không có nhá. Đến list box mới có nhá. Nên các bạn chú ý phải chọn vào cái property của cái control tương ứng, các bạn nhìn đây này để chúng ta xác định nhá.
chúng ta chọn đến cái short đây, short là một fold, tức là mặc định nó không sắp xếp. Như khi chúng ta bật lên một chủ, các bạn thấy nó đã sắp xếp cái alpha alpha b, nhìn thấy không, em nhìn nhá, nó sắp xếp đấy. Và sẽ bật lại cho nó về một một cột nhá, cho các bạn sẽ theo dõi. Tiếp chúng ta đến cái Selected Index. Selected Index thì nó sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Đấy, mà chúng ta sẽ phải chuyển code. Mặc dù nó vẫn là volatile nhá, vẫn giống như thế này, mấy cái này, nhưng nó sẽ không can thiệp đây. Nó chỉ cho chúng ta get, không cho set. Đó, cái này vẫn vẫn cho mình cái set đấy. Đây, đây, đây. Tức là nó sẽ không cho ta gắn ở trên này, tại vì khi chúng ta chạy lên nó sẽ không, nó chưa chọn thế nào cả. Đó. Đây này chúng ta sẽ đây, selected tức là như này, khi chúng ta chọn vào đây đấy, muốn ta chọn cái này là chọn cái hải phòng thì nó có index là 0 1 2, thì đây sẽ là index là 2. Cái chỉ số này giống như chỉ số của mảng ấy. Đấy, luôn luôn đánh chỉ số bắt đầu bằng 0. Đó, 0 1 2 3 4 5 6 7. Đây có 8 item thì đánh từ 0 cho tới 7. Thì Hải Phòng này đang là 0 1 2 à, 0 2. Đó, bây giờ thầy sẽ show cho các bạn cái index của cái này ra cho các bạn nhìn. Thì khi chúng ta nhấn vào. Nó khi chúng ta nhấn vào. Đây, khi chúng ta nhấn vào thì thầy sẽ show cái index cho các bạn mình xem có đúng là 2 hay không. Item index đây, thì chúng ta sẽ lấy name của cái list box, name của cái list box chấm selected đây, các bạn nhìn này, selected index đâu sao này, thì là cái ưa thích là cái hay dùng. Đấy thì nó có dấu sao thì dấu đây là cái này nó hay dùng, được chưa? Thì cái này các bạn nhìn thấy nó trả về số nguyên, nó sẽ trả về cho chúng ta một cái index. Đấy, mà cái control mà cái item chúng ta lựa chọn đấy, được chưa? Chính là số nguyên nhá. Bây giờ chúng ta tại sao nếu chúng ta có nguyên cái này thì nó lại lỗi, mà khi chúng ta có cái này vào thì nó lại không lỗi nữa. Các bạn nào giải thích được cho thầy không? Cái này chúng ta học hết rồi, xem các bạn có biết là lý do không? Cái này chúng ta học rồi đấy. Các biết là tại sao khi chúng ta để như này thì không lỗi, nhưng khi chúng ta chỉ có người cái này thì lại lỗi không? Nên mình có bạn nào biết không? Chúng ta có trao đổi không là gì đâu, các bạn trả lời đi sai thôi. Cái message chấm show là mình truyền vào một 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 string đúng không? Còn nếu mà để list box mà chấm select index thì nó là kiểu số, thì nếu mà truyền vào thì mình phải lấy ký chuyển sang kiểu to string đúng không? String, nhưng mà quan trọng là khi mà chúng ta cộng đây, đây là vẫn là số này đó. Thì khi mà chúng ta dùng toán thuật cộng này thì nó sẽ convert cái này sang string, hiểu không? Nó Vâng. hiểu không? Cái toán thuật cộng này này, nó sẽ convert này sang string, hiểu không chưa? Được chưa? Nhá, đấy. Thì toán thuật cộng này nó convert này sang string, đấy. Nên là cái này nó hiểu là cả một string nhá, nên là mới được. Còn nếu cái này các bạn bỏ đi thì cái này là số, nó sẽ không có gì, nó hiểu là số phải là string đâu, thì các bạn phải cho chấm là thêm to string nữa vào thì là ok nhá, hiểu không? Chứ không phải cứ cái gì cho vào trong sâu này thì nó là string, là phải nó sẽ trở về string đâu, không đúng đâu nhá. Chúng ta phải hiểu cái kiểu những cái toán tử này đấy.
với những cái phân toán chúng ta mới mới được. Nhấn này, Hải Phòng này, nhấn này, có phải đến đây bằng 2 không? Được chưa? Nam Định này, đến đây bằng 5 này. Đấy, nó hiểu cái sự thật đến đất chưa? Nếu bây giờ chúng ta không chọn gì cả, chúng ta nhấn đó, nó trả về tôi là 1 triệu 1, lớp hiểu chưa? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ biết là gì, cái list box này có được chọn, có chọn được tầm nào được hay không, đúng không? Nếu chúng ta lấy index của nó lớn hơn bằng 0 thì là nó chọn một cái, nó list box đã được chọn, còn nếu mà 1 triệu 1 thì list box chưa chọn, đúng không? Được chưa? Đấy. Tiếp đến cái select item. Đây. Select item. Đây. Đây. Nhấn này. Đấy, nhấn chưa? Nó sẽ trả về chúng ta một item. Đây. Chứ không phải trả về index nữa nhá. Ok chưa? Tiếp là cái text cũng thế thôi, cái text cũng là cái hiện tại chúng ta đang chọn, cái hiện tại chúng ta đang chọn, cái text của cái hiện tại đang chọn cũng chỉ là đó. Đây là các phương thức của nó, cũng như get selected các thứ cũng không đi cả, get gán và lấy giá trị và gán và các cái item chúng ta select, find string là tìm chuỗi, clear selected là gì, là chúng ta sẽ xóa toàn bộ đây, vụ chúng ta chọn xong nhá, cho một cái button nữa đi, list box 1.clear selected, đó là phương thức, nó là phương thức thì các bạn phải có mở đơn, đóng đơn đây, cũng bình thường các bạn chọn xong đúng không, chọn này, nhấn này, chọn ok này. Đây các bạn nhấn nút này, nó sẽ xóa đi, nó không chọn nữa. Ok không? Chấm negate. Đấy. Thì nó sẽ đây. Các bạn nhìn này, cái phương thức này này là nó sẽ truyền vào trong tổng một cái chỉ số. Tức là nếu chúng ta truyền vào đây là 5. Được chưa? Nếu mà chúng ta đang chọn lại từ 5, chọn item mà có index bằng 5 thì cái này sẽ trả về chúng ta bằng true. Còn nếu chúng ta không chọn cái item bằng 5 thì nó sẽ trả về chúng ta bằng false. Nó hiểu không? Được chưa? Tiếp đến một cái nữa là cái set. Set selected. Rồi, coi như này, muốn biết là nó có tham số hay không thì các bạn nhìn này, cái này nó chỉ có một phương thức duy nhất là cái chỉ số và giá trị của nó, cái bool select hoặc là chọn hoặc là xóa cái lựa chọn cái item ở trong cái list box đi, được chưa? Các bạn nhìn nha, thì năm năm là index chỉ số nguyên trước và chuyển cái bool ở sau là true hay false. Đấy. Tức là chúng ta sẽ gán cái item ở index là được chọn hay không chọn. Vụ thầy đang gán thế này là gì? Thầy sẽ gán nhấn cái nút 3 này thì cái item số 5 sẽ được chọn. Cái item có index bằng 5 sẽ được chọn. Ok chưa? Đó, nó hiểu không? Còn nếu cái này nhá thầy bằng four đó, tức là gì, khi thầy nhấn này thì thầy sẽ bỏ chọn cái item số 5 đi, vụ số 5 5 0 1 2 3 4 5 đó, thầy sẽ bỏ đi, ok chưa? Nó hiểu cái chu phô là sao rồi chưa, nó hiểu mấy ngày không? Được chưa nhỉ?
nhá, cái vườn sao như vườn này, selected collection, tức là khi chúng ta thay đổi về cái lựa chọn, chúng ta thay đổi index mà chúng ta thay đổi ấy, chúng ta tóm lại là khi chúng ta thay đổi cái item đây, chúng ta chọn cái này, tôi chọn cái này là nó xảy ra cái index trên rồi, mỗi lần chọn một cái này là nó thay đổi, là nó xảy ra event index trên hoặc là item trên đấy. Thì muốn làm thế chúng ta đưa chuột vào đây, kết thúc index trên, hoặc là chúng ta lại sang phần test set chọn selected index trên, kết thúc nó vẫn ra đây thôi nha. Thế thì ở đây chúng ta có một ví dụ là nữa là thầy để mua hết rồi, là gì, chúng ta sẽ nhập nội dung vào cái textbox ở đây và chúng ta kiểm tra nội dung đó sẽ tồn tại trong item này chưa. Nếu mà chưa thì nó sẽ add cái item ở trong textbox này xuống dưới này đấy. Còn nếu có rồi thì nếu textbox ở đây này nó tồn tại chỗ này rồi thì nó sẽ chọn luôn cái item đó, đề bài nó là như vậy. Thì là chúng ta sẽ viết code như sau. Đây chúng ta sẽ viết xong từ index trên, đúng không? Thì nếu nãy các bạn đã biết là gì, chúng ta đã có một cái selected index trên đúng không, select list box này chấm này selected index đúng không, selected index đấy, thì nó sẽ trả về chúng ta cái index của cái item chúng ta đã được chọn. Thì nếu cái item chúng ta được chọn rồi nó có trong đấy thì nó sẽ là một số lớn hơn bằng không, còn nếu không chọn một item nào đó trong list box thì nó sẽ là bằng chiều một, đúng chưa? Thế thì chúng ta sẽ phải kiểm tra, chúng ta phải so sánh cái số này với lại số 0, đúng không? Đúng chưa nhỉ? Chúng ta phải so sánh cái selected index này với số 0. Thì nếu mà cái if của nó mà lớn hơn bằng 0 thì tức là gì? Là tồn tại item đúng không? Đúng không? Là khi chúng ta đã chọn này, đang chọn một cái item mà cái item đấy đúng không? Nó tồn tại rồi. Đấy. Nó tồn tại trong inbox rồi. Ở đâu? Cái này là cái sự kiện đích trên khác, cái này viết trong sự kiện nhấn. Nhấn button để kiểm tra mà. Đấy. Còn else còn ở đây là gì, mình là lựa chọn đúng không, còn cái này là chưa đấy. Nhưng ở đây để bàn nó bắt là gì, không phải là chúng ta kiểm tra là chúng ta đã chọn ở trong này hay chưa đúng không, mà chúng ta kiểm tra là cái text ở trong cái box này nó đã tồn tại trong clipbox này hay chưa đúng không. Thì chúng ta phải chấm này item này là chúng ta đã lấy toàn bộ, các cái item, là lấy ra 8 item và chúng ta có thể truy cập các item nào này thông qua các chỉ số mảng chúng ta truyền lại đích. Đây mỗi item 0 chính là cái Bắc, cái Bắc Giang, item 1 là Hà Nội, item 2 là Hải Phòng. Đấy, chúng ta có thể truy cập thông qua chỉ số mảng như thế này đấy, được chưa? Đấy, lúc đấy đúng không, nhưng ở đây chúng ta không làm thế mà chúng ta đang lấy ra toàn bộ và chúng ta có cái phương thức index of. Index of này là sẽ trả về cái index của cái item có cái giá trị mà nó truyền vào. Đấy. Tức là chúng ta lấy về cái index, chúng ta lấy về cái index. Đấy, lấy về cái index. Và của cái item vụ chúng ta là chiều vào đây là Hà Nội. Thì index of này nó sẽ trả về cho chúng ta là 1. Đấy. Còn nếu index of của Nam Định thì trả về là 5. Đúng rồi, nó sẽ duyệt từng cái item và nó sẽ biết cái index của nó là cái gì. Còn nếu mà chúng ta truyền vào là Việt Nam thì rõ là trong cái này không có nào là Việt Nam cả, thì cái index của nó sẽ bằng chiều một. Tại sao bằng chiều một? Chính là cái nữa thầy vừa mới demo các bạn nhìn được đấy, nó chính là chiều một. Mà chiều một thì lớn hơn bằng không là sai, thì trả lời chưa tồn tại, có hiểu không? Đấy là chúng ta hiểu tại sao chúng ta phải so sánh số không, phải lớn bằng không chứ không thể lớn hơn không nhá. Đấy thì ở đây chúng ta phải kiểm tra của cái gì, chúng ta lấy cái nội dung của textbox truyền vào đây
để chúng ta kiểm tra là nội dung của tiết bóc này là tiết bóc 2 chứ không phải tiết bóc 1. Tiết bóc 1 thì xóa mất rồi, nên các bạn chú ý chỗ này nhá. Chúng ta lấy cái name chứ không phải là cái text, lấy cái tên biến ấy. Start đấy, thật nhập vụ Việt Nam đúng không? Và là bây giờ là cái tỉnh là chưa có nhỉ, vụ Vĩnh Phúc đúng không? Chưa có này đúng không? Cả vụ chưa có đúng không? Thì nhấn nút nhấn này, nó sẽ kiểm tra cái index of cái này là sẽ bằng chiều 1, tại vì nó không tồn tại trong này. Nên nó sẽ tự động, nó sẽ làm cái if. Đó, nó sẽ làm cái if. Đó, nó sẽ làm cái if. Thì cái if này bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ phải đề bài bảo là add. Thì chúng ta lấy item, đúng không? Chấm add. Add cái gì? Chúng ta add cái nội dung, cái text box của cái item này vào. Chưa? Còn ngược lại là gì? Thêm chuỗi mới. Đó, nếu có rồi. À, đây. Nếu mà có rồi thì cái này phải nằm dưới này, đúng không? Nếu có rồi thì selected item đó thì là lấy list box 1.selected index. Đúng không? Chúng ta có thể gắn luôn bằng cái text box bên trên khi chúng ta lấy index ở này về vào đây. Cái này có mấy cách. Selected index bằng đây, cái này cho get cho set đúng không? Cho get cho set thì rõ ràng cái này chúng ta lấy về rồi, lấy mà không chúng ta lấy được index nó chúng ta gắn luôn vào đây, ok không? Đấy cách thứ nhất. Được chưa? Cách thứ hai là chúng ta dùng selected item. Đó. À, cái này thì cho get item. Đây. Item này các bạn nhớ là không có s nhé. Item kia có s là chúng ta lấy về cái, nó chỉ cho get về danh sách các item thôi. Thì ở đây chúng ta truyền vào cái này chứ không phải là cái index of nữa. Đấy, có hai cách thì các bạn thôi. Vũ Vĩ Phúc nó không có này, nhấn thì nó phải thêm vào. Đấy, nó động thêm vào. Được chưa? Được chưa? Đấy. Bắc Ninh cũng chưa có. Đúng không? Nó thêm vào. Đấy. Còn Vũ bây giờ là Phú Thọ có rồi. Nhấn vào nó chọn luôn thôi, tại vì nó có rồi. Nó hiểu cái này có được không? Có chỗ nào các bạn chưa dùng được không? Để giải quyết chúng ta có rất nhiều cách khác nhau nhá. Chứ không chỉ là phải có một cái đâu. Một cách đâu. Được chưa? Còn cái mà selected item một cái edge, nó là cái này. Hiện tại đây là mỗi lần các bạn chỉ được chọn một cái thôi. Chỉ được chọn selected một cái, nhưng nếu chúng ta bây giờ chúng ta muốn selected nhiều cái thì làm thế nào? Selected một cái thì các bạn nhìn trong này có một cái chế độ đây, selection mode one. Đấy, được chưa? Là chọn nhiều, cho nó chọn nhiều. Đó. Đây. Đây. Đó. Đây đúng không? Đó, để cho nhiều. Thì chỗ này các bạn sẽ sử dụng cái get selected mà có s gì đằng sau, nó sẽ trả về chúng ta danh sách item được chọn. Trả về danh sách item được chọn. Đó. Các bạn sẽ dùng cái selected có s đằng sau. Đấy. Thì cái này sẽ trả về chúng ta một list. Một list này rồi chúng ta sẽ truy cập nó thông qua cái móc vuông. Đấy, cho chỉ số vụ. Chúng ta chọn ba cái, chúng ta chuyển số 0 vào đây. Thì nó sẽ lấy về cái item đầu tiên mà chúng ta đã chọn. Đấy, trả về số 1 thì là chọn cái item thứ hai mà chúng ta chọn. Bây giờ chưa? Đó, chuyển vào đây là 2 thì chọn về cái item thứ ba mà chúng ta đã chọn. Nhưng nếu giả sử chuyển là 2 nhưng mà chúng ta chỉ chọn có một cái thôi. Thì rõ ràng cái này nó sẽ vượt quá cái lỗi, thì lúc này các bạn phải sử dụng cái ngoại lệ, bắt ngoại lệ cái checkout, bắt cái index out of range đúng không, trước các bạn làm ấy, để nó bắt ngoại lệ, nó hiểu không?
này có vấn đề gì không nhờ lớp nha. Đâu có hiểu không? Mình thế nào, các bạn khác thế nào? Chưa thật đấy thì đầu giờ chỉ có mấy bạn xoay quanh mấy bạn ấy ok thôi. Các bạn khác không hiểu những phiên bản ấy nhá. Chứ không đến lúc thực hành mà các bạn lại cứ lý do này do nọ là thành không ấy đâu nhá. Mấy bạn nội kích ra rồi thì chúng ta thành không ấy đâu nhá. Có đi học thành không ấy đâu. Yeah. Đấy, ở đây chúng ta có một cái là multi-symbol là các bạn hiểu rồi đúng không? Còn cái là multi-extent. Multi-extent là các bạn giống như các bạn chọn file trong mấy thôi. Đấy, các bạn cứ cho bạn quét quét hoặc là các bạn nhấn control đấy. Chứ bỏ control ra là không được đâu nhá. Thì là chỉ một thôi nhá. Nếu các bạn chọn nhiều các bạn cứ control mới chọn được. Rồi ship đó, ship giống như trong sử dụng Windows ship đó là chọn từ đây tới đây, còn nếu mà control là cái này và cái này đó. Và nếu các bạn mà nhấn ship thì nó bôi đen hết ở đây đây, các bạn dùng chuột bạn quét đấy là multi extend. Còn nếu các bạn để symbol là các bạn sẽ không control được mà bạn phải dùng chuột các bạn kích đấy. Đấy, các bạn không quét chuột được nhá, có ở chuột gọi kích thôi. Ship cũng không ship được, nó phân biệt được các chế độ chưa? Còn cái này là xóa, xóa thì các bạn có chuyển cái index vào thôi, các bạn remove là các bạn chuyển cái index của cái thằng nó chọn vào thì các bạn sẽ xóa được thôi, hoặc các bạn bỏ ất đi, bỏ đi thì các bạn phải truyền cái item vào chứ không phải select index mà select item thì nó sẽ xóa được, là dùng remove thôi không phải remove up nhé. Up là cái truyền index. Tiếp chúng ta đến cái combo box. Đây combo box chúng ta có rồi, combo box chúng ta có rồi. Thì combo box thì nó cũng có các item, các item này nó cũng giống như item của list box thôi. Đây nó cũng giống y chỉ. Đấy, cách làm cũng tương tự như thế, cũng không các bạn hiểu về cái list box rồi thì combo box nó cũng đơn giản. Start đây đấy, thấy chưa, chọn một cái, chọn cái nào thì nó xảy ra cái index trên, chưa, cũng tương tự như thế này, cũng có inverse index trên. Tiếp đến có một cái drop of style width và height. Width và height là cái này, là khi các bạn sổ xuống thì đây là cái width, cái height, và từ đây sang đây là cái width của cái drop down. Thì nếu các bạn muốn thay đổi đấy, các bạn thay đổi thì các bạn sẽ thấy nó sẽ thay đổi cái drop down đấy, được chưa. Đấy, từ đây đây 66 thì đây là bao nhiêu, là 100 bao nhiêu đấy, 92 cái chỉ, hai cái chỉ số ở đây nhá. Đến drop down style đầu tiên mặc định là cái drop down. Drop down là các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ nhập text vào được, nhập text vào được và nó không tự động fill cho, nó không tự động fill, và rồi chúng ta có thể add ở đây nó không tự động fill cho, enter một cái thì nó mới cho mình là tài khoản th đúng không? Thì nó mới sẽ tự cho mình, thấy chưa, đang định đấy nó mới chọn cho nhá. Còn đây các bạn đổi thành là cái drop down list đây thì các bạn sẽ không nhập vào được, và các bạn chỉ dùng các bạn kéo xuống các bạn chọn thôi, chọn đấy được chưa.
đấy là Drop gọi không có text box gọi nhập vào. Còn symbol, symbol thì nó không có dạng kéo, nó sổ xuống luôn mà nó sẽ sổ, nó hiển thị ra luôn. Các bạn sẽ không thấy nó sổ xuống. Đấy, sau hết là luôn cho mình. Đấy. Đây, symbol. Đấy là Property Robot Style. Tiếp đến cái Short cũng tương tự như cái kia, không có gì nhá. Đến Auto Complete Mode. Auto Complete Mode. Đây. Thì các bạn sẽ chọn cái chuột. Cái chuột này các bạn sẽ chọn cái Lead Item. Và cái Complete Mode thì chúng ta có Socket Append và Socket Append. Thì Socket cho là gợi ý. Đó. Gợi ý tức là khi các bạn nhập vào trên. Cái này chỉ dùng cho cái drop ra thôi nhé. Drop ra list là chúng ta sẽ không đánh text này được đâu. Đó. Đấy, thì các bạn đặt T N này. Đấy, nhìn chưa? Thì các bạn sẽ thấy như thế này. Có ba cái item là N, đây là gợi ý. Và nó sẽ không tự động phiên luôn, không tự động phiên với chúng mình là lấy A thứ gì đâu. Nhá, các bạn dùng cho nên xuống đánh. Đó, chưa? Tiếp là đến cái append. Append là mình sẽ đây. Các bạn đánh đầu nó chọn có nó sẽ show luôn cho mình. Và các bạn dùng phím nhập số lượng các bạn di chuyển. Đấy. Được chưa? Đấy. Đấy là còn cái socket bình là cả hai nhá, là cả hai vừa show ra và vừa phiên luôn. Đây. Nó sâu ra nó phiên luôn. Đấy. Ok chưa? Drop style. Drawlist thì con thấy là này. Đó. Nha, nó sẽ không 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 đây là để xây cái bình đấy, nó sẽ không được như cái kia nhá. Không được như cái drop vào đâu. Nó hiểu cái này không? Nó hiểu cái auto correct mode chưa? Đấy, cái này có hết rồi. Còn cái event, event thì cũng không khác gì event selected list chain của cái thằng listbox đâu. Các bạn cũng vẫn lấy name của combo box chấm item của s rồi chấm combo lấy name của combo box chấm selected value hoặc là chấm index cũng giống như listbox nhá. Nó hiểu cái combo box và listbox không? Có vấn đề gì lớp xem từ đầu giờ chúng ta có vấn đề gì không, bữa nay có vấn đề gì không? Làm sao để double click của item thì hiển thị ra form khác? Double click đây thì các bạn nhìn nhá, chúng ta có event nhá, cái event này này đó. Cái sự kiện click này thì bất thường này có mouse click gọi như là cái sự kiện đây là sự kiện bàn phím này, nhấn phím này, đây sự kiện chuột này, rồi chuột này, mouse up này. Đây, vô kích vào cái này này. Qua này này, cái thằng text box này có sự kiện mouse double click này. Đấy, kích đúp này. Nào. Kích đúp này. Để thị phòng khác cái gì? Thì các bạn lại viết lên kia thôi. Phòng 2. Bằng nếu phòng 2. F.show. Đấy, ví dụ trong cái textbox 2 này nó cái textbox thì nó mới có cái sự kiện cái đúp thì chúng ta cái đúp chúng ta mới có thôi, còn những cái control khác nó không có sự kiện cái đúp đấy thì nó chúng ta không làm được nhá. Được chưa Hoài? Các bạn cần câu hỏi nào nữa không?
À, Hoài An. Đúng. An. Đi xem thế nào, có vấn đề gì không? Mình còn hỏi gì nữa không nhỉ? Thế này chúng ta nghỉ đây nhá. Được chưa nhỉ? Có lớp nhỉ? Có vấn đề gì không? Thế chúng ta nghỉ đây nhá. Phòng. Ừ, chào cả lớp nha. Em thầy. Thầy ạ.